Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo thống kê từ Mỹ, trong đêm ngày 13 tháng 4, Israel đã hứng chịu 150 tên lửa từ phía Iran. Tuy nhiên, đất nước hồi giáo tuyên bố các hành động quân sự vẫn sẽ còn tiếp diễn và cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa của chính phủ Israel. Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Iran đã phóng tổng cộng 150 tên lửa trong đợt tấn công vào đêm 13 tháng 4. Trong khi đó, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Iran đã phóng hơn 200 quả đạn, các loại về phía Israel, trong đó có tên lửa hành trình và UAV. Hệ thống phòng không tầm xa Arrow của Israel đã được kích hoạt. Các máy bay chiến đấu của Tel Aviv cũng đã bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình và hàng chục UAV của Iran. Theo ông Hagari, các tên lửa Iran hầu hết bị bắn rơi bên ngoài không phận Israel ông hagri cho biết hiện tại các đợt tấn công của iran vẫn chưa kết thúc trong khi đó đài truyền hình nhà nước iran dẫn thông cáo của bộ ngoại giao nước này cho hay nếu cần thiết iran sẽ không ngần ngại thực hiện nhiều biện pháp phòng vệ hơn nữa để bảo vệ lợi ích của mình trước bất cứ hành động gây hấn và sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào tuy nhiên tehran một lần nữa khẳng định cam kết của mình đối với các nguyên tắc của liên hợp quốc hiến trương và luật pháp quốc tế theo cnn lực lượng phòng vệ cách mạng hồi giáo iran irgc đã phát đi cảnh báo nóng tới Mỹ, nhấn mạnh rằng bất cứ sự ủng hộ hoặc tham gia nào của Washington và các hoạt động chống lại lợi ích của Iran đều sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt. IRGC cho biết họ buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa của chính phủ Israel. Trước đó, Trung tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, Karen Kawakowski nói với Sputnik rằng mặc dù Israel có hệ thống phòng không mạnh mẽ, nhưng nước này có thể sẽ gặp khó khăn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với số lượng lớn của Iran. Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức dự đoán rằng 400 đến 500 máy bay không người lái và tên lửa từ Iran, Iraq, Syria, Nam Liban và Yemen sẽ được phóng tới Israel trong thời gian tới. Giới chức Mỹ dự đoán cuộc tấn công sẽ có quy mô lớn nhưng sẽ tập trung vào các cơ sở quân sự và chính phủ chứ không phải khu vực dân sự. Theo vị chuyên gia này, Israel sẽ dùng hệ thống vòm sắt nổi tiếng để đánh chặn tên lửa và UAV của Iran. Trong các vụ tấn công trước đó, vòm sắt đã thể hiện khả năng đánh chặn hiệu quả với tỷ lệ lên tới 90%. Trung tá không quân Mỹ cho hay, vụ tấn công này có thể dẫn tới một cuộc chiến dữ dội hơn ở khu vực khi Iran có khả năng phóng hỏa lực từ hàng loạt khu vực trên khắp Trung Đông nhằm làm rối loạn phòng không Israel. Ngoài ra, Israel cũng có khả năng tấn công đáp trả đối thủ. Còi báo động vang lên tại thành phố Jerusalem ở Trung Đông vào lúc 2 giờ kém ngày 14 tháng 4, tức tối ngày 13 tháng 4 theo giờ Mỹ, 6 giờ ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, sau khi Iran khai hỏa để tấn công Israel. Những vũ khí của Iran được phóng lên chỉ vài giờ sau khi nhà trắng thông báo Tổng thống Biden đang trở về Washington DC để bàn bạc với đội ngũ an ninh quốc gia về các sự kiện tại Trung Đông. Sau khi về đến nhà trắng, Tổng thống Biden lập tức vào phòng bầu dục và triệu tập cuộc họp cấp cao trong phòng tình huống. Theo Nhà Trắng, cuộc họp gồm có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA William Burns, Giám đốc Tình báo Quốc gia Irene Hines, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Vị lãnh đạo Nhà Trắng cũng dự kiến sẽ sớm liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, theo AFP, tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người kế nhiệm vì thể hiện sự yếu đuối trong chính sách tại Trung Đông. Ông Trump nói với người ủng hộ, cầu chúa phù hộ người dân Israel, họ đang bị tấn công ngay lúc này, đó là do chúng ta thể hiện sự yếu kém vô cùng. Sự yếu kém mà chúng ta thể hiện thật không thể tin được, điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi tại nhiệm. Trong khi đó, chính phủ Anh thông báo đang gửi thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông và sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công trên không khi cần thiết sau khi Iran tiến hành các cuộc không kích vào Israel. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố để đối phó với các mối đe dọa gia tăng của Iran và nguy cơ căng thẳng ngày càng tăng ở Trung Đông, chính phủ Anh đã làm việc với các đối tác trong khu vực trong nỗ lực giảm leo thang và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chuyển thêm một số máy bay phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Hoàng gia Anh đến khu vực." Về phần mình, Đức cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran và Israel có thể đẩy cả một khu vực vào hỗn loạn, đồng thời kêu gọi Tehran ngừng các cuộc tấn công. Chia sẻ trên Twitter, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra, có thể khiến cả một khu vực rơi vào hỗn loạn bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công." Baerbock khẳng định Berlin kiên định đứng về phía Israel. Trong hơn 40 năm qua, dưới sức ép từ các lệnh cấm vận của phương Tây, Iran phải cải tiến vũ khí bằng mọi biện pháp có thể. Điều này cũng đã giúp Tehran bỗng nổi lên như một chuyên gia trong việc chế tạo các UAV công nghệ thấp. Hãng tin Bloomberg cho biết, ít nhất 6 quốc gia đã tăng cường sản xuất UAV xuất xứ từ Iran trong 2 năm qua, nâng tổng số quốc gia sản xuất UAV với sự hỗ trợ từ Tehran lên ít nhất 10 nước. UAV mẫu Sahed 136 của Iran thường xuyên xuất hiện trên tiền tuyến Ukraine, được chế tạo gần như hoàn toàn bằng linh kiện từ Mỹ và châu Âu. Điều này làm nổi bật vấn đề Iran có thể dễ dàng vượt qua các lệnh cấm vận của Mỹ và mua linh kiện từ các nhà cung cấp tại châu Á hoặc thông qua các công ty bình phong. Các UAV của Iran chủ yếu sử dụng các loại động cơ máy cắt cỏ để tạo lực đẩy và sử dụng linh kiện của Mỹ. Mặc dù không quá hiện đại, các UAV này vẫn khiến những cường quốc quân sự như Mỹ và Israel gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn. Ngoài ra, cuộc xung đột tại Ukraine cũng cho Iran kinh nghiệm để cải thiện các UAV của mình. Một viên chức tình báo Lầu Năm Góc nói với Bloomberg rằng Nga và Iran đang học hỏi lẫn nhau, điều đó quan trọng không kém việc chia sẻ công nghệ. Máy bay không người lái UAV đặc biệt là loại đạn lượn uav cảm tử từ lâu đã trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến cường độ thấp của iran với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương tây các uav iran đã được lực lượng quân sự houthi ở yemen sử dụng trong vài năm liền để mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ ả rập xê út houthi được coi là lực lượng ủy nhiệm của iran ở vùng vịnh sử dụng công nghệ của iran lực lượng houthi cũng tạo ra thách thức cho cả các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae trong xung đột ukraine Nga đã dựa đáng kể vào công nghệ UAV của Iran. Vào năm ngoái, Điện Kremlin đã xoay sang Tehran để bổ sung cho kho vũ khí chính xác của họ sau các trận chiến với Ukraine, tiêu tốn nhiều đạn dược. Iran đã cung cấp cho Nga nhiều UAV để phục vụ mục đích tấn công hoặc thu thập dữ liệu về đối phương. Ở Iraq, các UAV Iran cũng đóng vai trò như phương tiện hiệu quả về chi phí để gia tăng ảnh hưởng của nước này và phản ứng nhanh chóng với các diễn biến trên thực địa. Trong khu vực rộng lớn hơn, năng lực đó mang lại cho Tehran sức mạnh đe dọa tàu hải quân của nước khác và hoạt động buôn bán dầu mỏ thiết yếu trung chuyển qua eo biển Hormuz. Các chính phủ phương Tây đang dần thức tỉnh trước các thách thức không hề nhỏ từ UAV Iran. Dự luật ngăn chặn UAV Iran được thông qua tại Hạ viện Mỹ mùa thu năm 2022 là một trong các phản ứng của Mỹ nhằm ngăn ngừa Iran và các bên ủy nhiệm của họ sở hữu công nghệ vũ khí trên người này. Những biện pháp pháp lý này của Mỹ đã chết yểu trước khi trở thành luật do tranh cãi giữa Thượng viện và Hạ viện Mỹ Kết quả là hiện nay không có luật nào trong các cuốn sách tại Quốc hội Mỹ nhắm vào ngành công nghiệp UAV đang phát triển mạnh mẽ của Iran, cũng như các bên hưởng lợi tiềm tàng từ đó. Từ năm 2023, nhánh hành pháp của Mỹ đã thực hiện một số bước để kiềm chế công nghệ UAV của Iran. Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể và cá nhân ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển cho Iran các linh kiện và vật liệu trọng yếu đối với hoạt động sản xuất và phát triển UAV của nước này. Nhưng nhìn tổng thể, Mỹ vẫn bị đánh giá là chậm và đứng trước sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp UAV Iran. Trong bối cảnh đó, các đồng minh của Mỹ ở Iran có thể tự theo đuổi chiến lược riêng để kiềm chế năng lực UAV Iran. Trong những năm gần đây, một số lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã có được tên lửa đất đối không mang lại cho họ phương tiện để hạ cục các máy bay không người lái tiên tiến hơn do đối thủ vận hành. Tên lửa 358 do Iran sản xuất là vũ khí phổ biến nhất kể từ khi Hải quân Mỹ thu giữ một lô tên lửa đang trên đường gửi cho lực lượng thi ở Yemen vào năm 2019. Loại vũ khí này đã xuất hiện trong kho của lực lượng dân quân Iraq và lực lượng Hezbollah ở Liban. Cả hai đều là các nhóm được Iran hậu thuẫn. James Patton Roser, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Công nghệ Cornell Brook tại Đại học Cornell cho biết, hệ thống đất đối không 358 của Iran đang trở thành vũ khí chủ lực của các nhóm đồng minh với Iran. Ông Roser nói, loại vũ khí làng vàng này được hầu thi sử dụng với tên gọi Shark hoặc Hawk. Nó đã chứng tỏ hiệu quả trước các máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út. Lầu Năm Góc thậm chí coi chúng là mối đe dọa đối với máy bay Mỹ hoạt động trong khu vực. Các báo cáo về việc Hezbollah sử dụng 358 để chống lại máy bay không người lái của Israel cũng đã xuất hiện, khiến nó trở thành một trong những hệ thống được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất trên khắp Trung Đông. Tên lửa phòng không 358 do Iran nghiên cứu chế tạo được các chuyên gia quân sự đánh giá là độc nhất vô nhị khi nó được kết hợp với tính năng của máy bay không người lái cảm tử. Nhìn bề ngoài, 358 không có gì nổi bật, có tốc độ khá chậm, chỉ cho phép chống lại máy bay không người lái và trực thăng. Tuy nhiên, chúng có thể được triển khai từ bất kỳ loại bệ phóng nào, kể cả các bệ phóng thô sơ mà các nhóm dân quân thường sử dụng. 358 sử dụng cơ chế dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Nó được đẩy bằng động cơ giống như loại sử dụng trong tên lửa hành trình. Tên lửa 358 mà Hải quân Mỹ tịch thu được vận hành bằng động cơ tua biên khí nhỏ do một công ty Hà Lan sản xuất. Điểm độc đáo của 358 là ở chỗ, sau khi quả đạn được kích hoạt, nó bay vòng quanh một khu vực nhất định cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu hoặc tới lúc tìm được mục tiêu để phá hủy. Các thành phần của tên lửa 358 có khả năng tháo rời dễ dàng để lắp ráp trực tiếp tại chiến trường việc sử dụng tên lửa 358 không yêu cầu radar phát hiện mục tiêu khi nó có thể tuần tra khu vực giúp giảm thiểu chi phí của việc huy động máy bay chiến đấu hay cả tổ hợp phòng không phức tạp để kiểm soát một địa điểm riêng lẻ. 358 có thể được phóng vào khu vực nghi ngờ của UAV hoặc trực thăng đối phương hoạt động mà radar hay phương tiện trinh sát khác chưa phát hiện được, sau đó quả đạn sẽ tự động hoặc điều khiển để tấn công mục tiêu. Tên lửa này có tốc độ chậm hơn nhiều so với tên lửa đất đối không truyền thống, do đó nó không có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay chiến đấu trên không. Tuy nhiên, sự phổ biến của các hệ thống này trong các nhóm dân quân có thể mang lại cho họ khả năng hoàn toàn mới trong việc đối phó với máy bay không người lái tiên tiến như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự độc đáo của 358 được cho là sẽ giúp nó đắt khách trên thị trường vũ khí. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Tehran vào hồi tháng 9 năm 2023, Iran đã giới thiệu một số loại tên lửa do nước này sản xuất, trong đó có cả tên lửa phòng không 358. Giới phân tích cho rằng Nga quan tâm đến tên lửa 358 bởi đây là vũ khí hiệu quả để chống lại những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.